quý vị, chúng ta đã đến với vòng thi đầu tiên có tên là Đâu Mới Đúng. Tổng giá trị giải thưởng có thể dành cho một đồ chơi trong chương trình của chúng ta lên đến 100 triệu đồng. Wow. Còn bây giờ thì anh muốn hỏi đội nào sẽ xung phong thi trước? Bánh bao hay bánh mì? Em nghĩ rồi em thi trước đi. Không, em có ý kiến là em mời em của em nó chơi trước. Ủa vậy? Trời ơi trời. Em giơ tay cuồng nhiệt quá mà. Dạ, ý là em nhường cho em. À, nhường cho đội bánh bao thi trước, đồng ý không? Em được, đồng ý. Mời các bạn vào vị trí. Đây, nhắc qua một chút về chiến lược. Nếu như chúng ta tin chắc cái đáp án nào là đúng á thì đẩy đội trưởng vào trong đó để an toàn cái đã. Rồi bây giờ chúng ta nhìn lên phía trước, ở năm cái két sắt này nó sẽ hiển thị ra năm cái đáp án, và trong năm đáp án đó có 3 đáp án đúng để các bạn lựa chọn, và các bạn phải đứng ít nhất là ở 3 vị trí khác nhau, và người nào chọn đúng đáp án ở câu 1 này sẽ mang về cho đội của mình 1 triệu đồng. Mời đáp án. Rau muống, rau má, rau mồng tơi, rau ngò ôm, rau sam. Để xem coi câu hỏi dành cho chúng ta như thế nào. Mời các em quay lại. Loại rau vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước. Bắt đầu. Bạn có nhau đã. Anh Vũ, tên em ơi. Vô đây nè. Vô đây nè. Tên em đây. Đâu? Tên em ơi. Vô đó đi, Chia đi. Chia. Chia đi. Chưa đâu muốn đi. Đâu muốn. Dạ, em suy nghĩ. Qua đây một người đi. Qua đây một người. Ba vị trí nữa. Bên kia mình. Không được, ba vị trí. Ba vị trí ở lại đi. Anh hỏi dự Sam chọn đáp án này, em biết không? Em tính chạy qua rau muống. À, tại vì rau muống là đúng là cạn hay là dưới nước đều cũng có. Tại sao không qua? Tính vừa chạy qua, bà này bà kéo lại, bà nói tin em không, chưa biết tin gì chạy vô luôn. Còn em thì sao? Em chắc chắn là anh Dự đặt lòng tin không có sai chỗ. Ừ. Là tại vì cái này nó có liên quan đến một chút, là tại vì nhà em bán muống bò, nên là thành ra là chắc chắn. Đã có sử dụng cái rau ngò ôm này. Dạ. Rồi, chắc chắn là bởi vì nhà có bán muống bò. Còn em, sao anh thấy em giống như chạy loạn vậy? Dạ, đẩy bên đây, kia đẩy bên kia, em cũng biết luôn, em loạn. Mà nếu như bản thân em lựa chọn, em có lựa chọn cái vị trí này không? Nếu mà lúc đầu thì em sẽ lựa chọn cái đó. Là cái rau muống á hả? À, nhưng mà bởi vì phải đứng ít nhất là 3 vị trí cùng đường rồi chạy vô đại hay sao? Không, mà tại vì em cũng mường tượng là cái rau này chắc là đúng nên là... Em biết rau mồng tơi chứ? Dạ không. Rau mồng tơi mình hay nấu canh với mướp. Dạ, hơi nhớt nhớt á. À, có bao giờ biết thấy cái cây mồng tơi chưa? Chưa. Chưa thấy luôn, chạy vô đây là chạy đại nè. Dạ, còn bên kia rau muống thì sao em? Dạ chắc chắn đúng anh. Anh sẽ công bố hai đáp án không ai lựa chọn hết. Rau má và rau sam. Rau sam là đáp án sai. Còn lại rau muống, rau mồng tơi và rau ngò om. Như vậy là chúng ta còn hai đáp án đúng. Nó rơi vào cái rau nào đây? Anh sẽ công bố đáp án. Rau muống. Chúng ta cũng thường hay thấy rau muống người ta trồng có khi là dưới một cái ao. Yeah. Hoặc có khi là trồng ngay trên mặt đất luôn. Cho nên là mình biết rằng rau muống là dưới nước hay là trên cạn đều có thể là trồng được. Còn lại mồng tơi và ngò om thì chỉ còn một đáp án đúng trong hai đáp án này. Nha. Nhà em bán bún bò. Dạ. Em xài rau ngò ôm nhiều phải không? Tại vì em hỏi là sao biết là ngò ôm là cạn có nước có. Tại vì có lúc em thấy má em để trong tủ, có lúc thấy má em để trong lòng nước lèo quá nên cạn như khô. Để coi sao, tại vì nhiều khi mình bán hàng, người ta giao hàng cho mình là đồ người ta cắt là kia làm sẵn rồi, mình chỉ về mình lặt rồi mình rửa thôi, chứ mình đâu có đến tận nơi người ta trồng mình hái mình biết đâu. Để coi coi trong hai đáp án này cái nào đúng cái nào sai. Xin mời. Ê, bên này nè, bên này sai nè. Như vậy là rau ngò ôm là đúng là cái rau mà trồng trên cạn và trồng dưới nước được luôn, chứ không phải như Dự nói là mớ bỏ trong tủ rồi mớ bỏ trong nước lèo. Rau ngò ôm cũng là một trong những cái loại rau thơm
Khi chúng ta nấu canh chua, chúng ta cũng hay sắc nhỏ 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 để mà bỏ vào trong đồ canh chua của mình. Còn rau mồng tơi thì chỉ trồng trên cạn thôi. Yeah. Nhà anh lúc trước có trồng mồng tơi. Yeah. Bây giờ thì cho các em gặp gỡ người thân nha. Yeah, Tội nghiệp nhỏ biết giờ nó sao rồi, cho kết nối với căn phòng trống nè. Trời ơi, cái mặt bé nó sụ thấy rõ luôn vậy đó. Buồn quá. Mới lên là con này rớt rồi. Tiếc cho em. Tức là em cũng đã biết đáp án đúng là rau muống đúng không? Yeah. Mà bị gì chân ngắn hơn bé kia chạy không kịp. Xô em ra luôn á, anh thấy không? Xô em ra luôn. Bạn bè gì mà nó xô em ra luôn. Bây giờ nè, mày đi ra đi thôi, mày đi ra đi. Một lát nữa em quay lại, em kiểm tra xem cái vòng ba của mình có cái dấu dài của ai, đúng không? Vô trọng là đúng rồi, cái tội đặc điều. Tạm biệt em. Bye. Mời các em về chỗ. Bốn thành viên chọn được đáp án đúng, cho nên các bạn mang về cho đội của mình 4 triệu đồng. Và bây giờ xin mời đội bánh mì. Mời đáp án của chương trình. Truyện cổ tích, ca dao, kịch nói, điện ảnh, truyền thuyết. Các em nghĩ câu hỏi nó sẽ liên quan tới cái gì? Về văn học ạ. Về văn học, cũng có thể. Mời các em xem nha. Thể loại nào sau đây thuộc văn học dân gian? Bắt đầu. Quay lại bàn luận nè. Ca dao, cổ tích, truyền thuyết. Truyền cổ tích, ca dao, truyền thuyết. Ca dao là chắc luôn rồi, chị vô ca dao đi. Vô ca dao đi em, vô ca dao đi. Chị hèn lắm, chị vô đi, chị vô nơi an toàn đi. Ba vị trí đứng lần nha. Đó. Đúng không? Nếu mình tin chắc đây là đáp án đúng thì mình qua đây mình đứng cho an toàn được đông hơn. Hết giờ. Nhìn đi. Bé nó đứng một cách hiên ngang. Tại sao anh chọn đáp án này? Em tin tưởng vào mình. Tin tưởng vào mình thôi chứ không có cơ sở gì vững vàng ở trơn trọi. Đây, tội nghiệp ba chị em quá, hai đứa đứng chật quá không? À, ráng chịu khó nét, anh nét phải vô nói là em bị dư khúc nào ra khỏi cái viền rồi đấy nè. Đó không, trời ơi tội nghiệp ghê không? Ba chị em đứng ngay chỗ này, tin là đúng đúng không? Dạ. Em còn có nửa cái người đây nè, không ai em lo ơi, cho em cái, cả. Nửa cái người của em bằng ba cái người của mấy đứa bé này. Chết rồi, thôi đứng phía sau luôn. Em hớp dữ lắm luôn. Đây là dạ. Sự lựa chọn của em hay là do các em ấy gợi ý? Dạ em nhìn là em thấy cái này đúng đắn nhất. Rồi cộng thêm cái sự xúi dục của các em đó, em thấy là ok được. Cho nên em chọn ở đây. Dạ đúng. Ba chị em đứng ở đây. Rồi bên kia có mình em đứng. Ôi em đứng như một truyền thuyết. Tại sao em chọn? Hay là thấy truyền thuyết tại nghe nó xa xưa quá, cho nên mình nghĩ rằng là liên quan tới dân gian. Chắc em nghĩ như vậy. Bây giờ thì anh sẽ bắt đầu công bố từng đáp án. Anh sẽ công bố đáp án điện ảnh, truyền thuyết. Xin mời đáp án của chương trình. Em ơi đừng đi vào truyền thuyết, em hãy ở lại, hãy ở lại, đừng vào truyền thuyết em ơi. Ai dạy, dạy. Coi chừng ba mình á. Truyền thuyết. Tiếp theo. Sao mình đi đông quá, anh không thông báo em đúng quá anh ơi. Đông đông để dành chích chùm á chị. Đáp án truyện cô tích đúng hay sai? Đúng đi. Đúng đi mà, đúng đi. Chính xác. Giờ còn lại cái tụm ba người này nè. Nhóm ba cô gái. Chuẩn bị, ca dao và kịch nói. Chắc chắn sẽ có một cái đúng, một cái sai. Xin mời. Ca dao là những câu thơ lục bát ông bà ta mới đúc kết được từ cuộc sống của mình truyền lại cho những cái thế hệ mai sau. Vì vậy ca dao đương nhiên nó là thuộc đây là loại là văn học dân gian và truyền thuyết, truyền cổ tích cũng như thế. Chúc mừng các đội bánh mì đã chọn được những đáp án đúng. Mời các em về chỗ. Yeah, yeah, yeah. Bánh mì xuất sắc mang về cho đội mình 5 triệu đồng. Nhưng mới chỉ là câu đầu tiên thôi. Câu số 2 chắc chắn nó sẽ có những cái điều nó khác biệt và nó khó khăn hơn. Mời bánh bao. Mời các em nhìn xem những chiếc két sắt của chúng ta nha, để xem có điều gì xảy ra. Cúp bớt một cái cho đỡ tốn điện. Còn 4 cái sáng đèn, có nghĩa là chúng ta sẽ có 4 đáp án ở đây. Và trong đó có 2 đáp án đúng. Các em chọn với ít nhất là 2 vị trí để đứng nha. Mời đáp án của chương trình. Trọng Tấn, Hồ Trung Dũng, Hồ Quỳnh Hương, Thanh Duy Idol đều là những ca sĩ nổi tiếng hết. Câu hỏi nào. Những nghệ sĩ từng làm giáo viên ngành không thuộc lĩnh vực nghệ thuật. Bắt đầu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Trung Dũng. Thanh Duy, Thanh Duy tiếng Anh, Trung Dũng tiếng Pháp. Đi. Đi. Thanh Duy tiếng Anh, Hồ Trung Dũng tiếng Pháp. Chắc luôn. Con suy nghĩ nha. Con Thanh Duy nghĩ được. Có chuyện ở đây đi cho nó an toàn. Vẫn còn thời gian. Chắc bên này thì cho nó an toàn. Đúng rồi. Ở đây câu hỏi liên quan tới các ca sĩ, cho nên anh thấy là các bạn trong đội của mình chủ động nhiều hơn cả Minh Dự. Dự thì hình như không rành lắm về ca sĩ, phải không em? Dạ đúng rồi. Cho nên là các bạn bánh bao trưởng kia là dắt đi đâu đi theo đó. Nhắc toàn bộ luôn á. Tại vì em nói mọi người là phải tin em thêm một lần nữa. Còn em gái sao đang đứng bên chỗ Thanh Duy Idol với anh bạn này rồi bỏ chạy vậy? Để ông bên đây tự nhiên em bỏ đi, công bị hoang mang đứng gãi râu kìa. Em chắc bên này hơn cho nên là em muốn bảo toàn cái... Bảo toàn cái lực lượng của đội mình đúng không? Bỏ ông bên đây đứng mình về chỗ Thanh Duy. Không sao, không quạo đâu, không sao. Mà em nghĩ rằng đáp án này đúng không? Dạ, nghĩ là đúng. Em biết là anh Trọng Tấn là dạy thanh nhạc, chị Hồ Quỳnh Hương cũng dạy thanh nhạc bên nghệ thuật rồi. Thì chỉ còn hai đáp án thôi. Anh sẽ công bố đáp án Hồ Quỳnh Hương. Đáp án ngay trước mặt anh đây. Xin mời. Yeah. Hồ Quỳnh Hương là giảng viên dạy thanh nhạc của trường nghệ thuật quân đội. Cho nên đây là đáp án không đúng và các em đã không ai lựa chọn hết, chúc mừng. Tiếp theo, anh sẽ mở Thanh Duy cho em đỡ hồi hộp nha. Đứng im đừng sợ bạn đi ơi. Đi vô trong. Đứng im đi, nó cũng lọt xuống hà. Đáp án Thanh Duy Idol, xin mời. Đúng là Thanh Duy lúc trước có làm công việc là thầy giáo dạy tiếng Anh. Đó là cái công việc ngoài nghệ thuật ha. Còn lại Trọng Tấn và Hồ Trung Dũng. Anh sẽ công bố cả hai đáp án này. Xin mời. Hồ Trung Dũng là đáp án chính xác. Xin nào, hãnh diện lên nào. Xin nào. Ca sĩ Trầm Tấn là giảng viên của Học viện Âm nhạc. Còn ca sĩ Hồ Trung Dũng không phải dạy tiếng Pháp, dạy tiếng Đức. Bây giờ dạy tiếng gì cũng không sao, miễn sao chọn đúng cái đáp án là anh ấy đã từng làm một cái công việc giảng dạy nó không có liên quan tới nghệ thuật là đương nhiên là mình có điểm rồi. Có điểm là có tiền. 4 người, mỗi người 2 triệu đồng, nhân lên là 8 triệu đồng. Lần này thì xuất sắc, giữ nguyên được đội hình. Tiếp theo, đội bánh mì mời các em. Mời đáp án chương trình. Cây mắm, cây bụt mọc, cây tầm gửi, cây bao bắp. Đây, mời các em xem câu hỏi quay lại nào. Đây là loại cây có rễ mọc ngược lên trên mặt đất. Chị vô cây bao bắp. Mắm chắc cây bao bắp. Cây bao bắp rễ mọc ngược lên. Cây mắm. Tôi ở đây, tôi không biết. Chị qua mở đi. Qua luôn đi. Ai có niềm tin ở tôi? Anh qua đây. Chị chắc không? Nếu không chắc các bạn có thể rải người ra. Vô luôn đi, đi vô luôn. Qua đây nè, qua đây. Cái lắm rồi. Trời ơi. Nói nghe nè, cây bao bắp là cây gì vậy mấy đứa? Biết luôn á. Chị phải tên em. Chị tên em nha. Chị phải tên em. Ủa, chị tên là con bệnh đi. Đúng rồi, chị vậy? Hết giờ rồi kìa, chạy đâu nữa. Cây mắm là cái gì vậy? Các bạn chọn hai vị trí cây mắm và cây bao bắp. Tuyền, em biết cây mắm là cây gì không? Dạ biết anh, cây mắm nó mọc giống như cây bần với cây đước ở dưới quê miền Tây mình có nhiều lắm. Và em tin rằng đây là đáp án đúng cho nên em chọn cái vị trí này. Dạ. Bé Thanh Thanh. Dạ. Em biết cây bao bắp không? Dạ em biết ạ. Vui cái là bé Thanh, cây bao bắp á, tin em đi, cây bao bắp á. Mở cùng chạy qua cây mắm. Vậy thì bây giờ biết đặt niềm tin chỗ nào bây giờ hả hai em? Hai em có biết cây bao bắp không? Dạ không. Là nghe theo lời Thanh Thanh đúng không? Mà các em thấy không, người ta kêu các em vô đó mà người ta có vô đâu. Không, mấy bạn phải tin tôi. Cũng tin cho đồng đội. Để coi sao nha. Anh sẽ công bố cây tầm gửi trước nè. Đây là đáp án sai. Không ai lựa chọn cả. Tiếp theo, anh sẽ công bố cái cây mắm đi.
mất đội trưởng một cái là coi như mình mất đi 10 triệu ha. Em tin chị. Không mất đâu. Cây mắm, đây là đáp án như thế nào? Mắm ơi, mắm nè, hình mắm đổ với coi nè. Lát đem muốn mắm mấy đứa ơi. À muốn mắm. Chính xác. À, anh về miền Tây anh cũng có thấy cái cây này. Nó mọc lẫn lộn gần gần giống như cây đước. Khi anh về Cà Mau á thì anh thấy cái cây này rất là nhiều. Và cái rễ nó mọc ngược lên trên. Đó, khi anh hỏi người dân thì người ta nói rằng à, cái cây này là cái cây mắm. Chúc mừng các em đã chọn được đáp án đúng. Còn lại cây bụt mọc và cây bao báp. Ở đây thì hai bạn này hoàn toàn không biết cây bao báp là như thế nào. Chỉ nghe theo lời của bạn Thanh Thanh. Mà trong khi Thanh Thanh tin tôi đi. Nhưng bạn ấy chọn cây mắm để đứng chứ không chọn cây bao báp. Cho nên hồi hộp và chờ đợi để xem coi một trong hai đáp án này cái nào đúng. Xin mời. Bây giờ tôi thấy người rung không phải là hai bạn này mà là Thanh Thanh á. Bởi vì mình sẽ phải chịu trách nhiệm với cái sự gợi ý của mình với đồng đội. Cây bao báp đúng hay sai? Trời ơi, em đề nghị Thanh Thanh qua kia đứng luôn. Dự à, cho anh hỏi thiệt, Thanh Thanh là đội nhà em cài qua phải không? Dự ơi, giỏi lắm. Hello, mời hai bố. Mời em có biểu ý kiến và cảm nghĩ của mình. Đừng nha, đừng cái khai. Có lỗi với hai bạn đó quá. À, đúng rồi, em cứ diễn ngược đi, cứ như là anh không liên quan gì tới em á. Ông, chúng ta không được về nhau nha anh. Trời ơi. Đây, cho anh hỏi, em có cái thông tin về cây bao báp rễ mọc ngược từ đâu? Dạ thì em có coi trên TV về thế giới động vật và thực vật đó. Thì có thông tin là nói hình dáng của cây bao báp này là ở châu Phi, vùng hoang mạc đó. Nó mọc lên cái dạng, cái tán cây nó như bộ rễ vậy đó. Trời ơi. Cái tán cây như bộ rễ là nó hoàn toàn khác với cái bộ rễ nó mọc ngược nha em. May là hồi nãy Tuyền đã quyết định chọn cây mắm để đứng. Chứ anh thấy là em là nặng nặc là kéo Tuyền qua bên đó. Nhưng mà bởi vì Tuyền biết rất rõ cây mắm là đáp án đúng. Hơn là em chạy qua bên đó em đứng. Chứ nếu không là đội mình mất một lúc tới 3 người. Không rồi. không, cái này em phải mở một cuộc điều tra con bé này mới được. Điều tra con bé này nó không ổn mọi người. Hai chồng không ổn. Tại vì sao? Tại vì một hai đẩy em vô con đường bên kia mà tại sao cô ấy đi qua bên này với em? Tôi khổ rất quá mà. Tiếc. Thôi bây giờ mình sẽ gặp lại hai người bạn vừa mới chia tay chương trình nha. Kết nối với căn phòng trống. Đó, mặt hai đứa buồn hơi thảm luôn. Thấy rồi. Trời ơi, xin lỗi nhiều nha. Tôi không tin nữa. Yên không tin con đi. Gái trên đời. Ê, em ơi em. Ủa? Em ơi chị con gái em ơi. Em tin chị. Thôi bây giờ vui đi, cười cái tươi đi nè. Cho đội lấy tinh thần lại nè. Đây, vui lên. Yeah. Tạm biệt các em. Mời các em về chỗ. Và đội bánh mì với 3 thành viên chọn được đáp án đúng mang về 6 triệu đồng.